Tại phiên họp sáng ngày 5 tháng 11, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã báo cáo giải trình về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025. Báo cáo giải trình nhận được nhiều sự quan tâm từ cử tri và các đại biểu Quốc hội. Thì hôm nay tại hội trường thì chúng tôi nhận được 12 ý kiến và chúng tôi cũng sẽ xin tiếp thu tối đa những ý kiến của đại biểu đối với cái công tác điều hành và quản lý ngân sách, đặc biệt là cái công tác thực hiện dự toán ngân sách và xây dựng cái dự toán ngân sách của năm 2025. Trong cái khuôn khổ của buổi thời gian cho phép ấy, thì tôi xin được giải trình 5 cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất ấy, là đại biểu có ý kiến về tập trung về vấn đề chi đầu tư và chi thường xuyên thì chưa phân bổ hết dự toán, và cái vấn đề giải ngân chậm. Thực ra đây cũng là một vấn đề thực tiễn hiện nay mà đòi hỏi là sắp tới cái việc mà phân bổ cái dự toán ngân sách cũng như là bố trí về kế hoạch chi đầu tư phát triển và các cái vấn đề liên quan phải đổi mới về cái hình thức và cái cách thức để mà thực hiện. Thế thì báo cáo với đại biểu là do cái quy định là phải có đầy đủ cái thủ tục, quy định của Quốc hội đấy, tài luật đấy, là phải có đầy đủ cái thủ tục thì mới được phân bổ. Thì hiện nay các chủ đầu tư, ví dụ như trong cái dự án đầu tư xây dựng cơ bản thì chưa có đầu tư công, thì chưa có dự án đầu tư được phê duyệt, thì bộ kế hoạch đầu tư chưa thể tham mưu cho Chính phủ hoặc Quốc và Quốc hội phân bổ được. Và trong chi thường xuyên của chúng ta cũng như vậy. Ta bảo là chi thường xuyên là phải có dự toán và phải có đơn giá định mức, có đơn giá có định mức được duyệt. Vậy thì gọi là khi trong cái thời gian mà lập cái dự toán vào gói tháng 9, tháng 10, thì lúc đấy gần như các bộ ngành và các cơ quan chưa gọi là lập được dự toán chính xác, chưa lập dự toán mà chỉ ước tính thôi, đầu căn cứ vào đầu việc để ước tính. Vì vậy cho nên cùng cái bố trí vào dự toán sau này gói muốn phân bổ để chính xác thì là phải trình qua Chính phủ và trình qua Quốc hội. Đấy là cái vấn đề mà nó mắc trong cái vấn đề quy định của pháp luật. Tôi lấy ví dụ như là các ông chỉ nói về cái phân bổ về cái vốn khoa học công nghệ chi thường xuyên. Thế thì Quốc hội quy định là 2%. Nhưng mà trong các năm qua thì chúng ta chỉ chi được khoảng hơn 1% thôi. Thế thì gọi là tại sao như vậy? Bởi vì Quốc hội quy định là 2% thì chúng tôi trình với Quốc hội dự toán là 2% của chi ngân sách. Nhưng khi thực hiện ấy, thì lại phải có dự toán gói được phê duyệt, phải có đơn giá được phê duyệt, phải có định mức được phê duyệt. Mà định mức phê duyệt, đơn giá phê duyệt đấy là do ngành. Ví dụ như giáo dục đào tạo là do ngành giáo dục đào tạo, khoa công nghệ là do khoa công nghệ. Thì đến khi tập hợp lại thì không đủ. Mà như vậy, sau khi các ông chí tập hợp lại thì chúng tôi cũng phải báo cáo qua Chính phủ, sau đấy mới báo cáo qua các ủy ban Quốc hội, qua thường vụ Quốc hội, lại ra Quốc hội nữa, thì gói nó sẽ chậm. Cho nên là cái này thì cũng xin báo cáo với Quốc hội lần thứ nhất. Vậy thì cái giải pháp thế nào? Thì sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ là vừa rồi thì thường trực Chính phủ họp đổi mới về cái vấn đề về phân bổ, kể cả cái kiểu là chi thường xuyên và chi đầu tư. Ví dụ như là trong cái chi thường xuyên ấy, thì giao cho chi thường xuyên thì sau khi Quốc hội phê chuẩn rồi thì giao một lần cho các cái đơn vị, tức là các tỉnh, và giao cho các bộ ngành, và các bộ ngành và gọi là các tỉnh là sẽ phân bổ theo đúng cái quy định. Và như vậy gọi là Bộ Tài chính thì làm nhiệm vụ là kiểm tra lại việc thực hiện đúng hay không. Nhưng mà ở đây có mắc một cái vấn đề là gọi là sau khi giao cái tổng thể như vậy thì gọi cũng có một số ý kiến cho rằng là cái thẩm quyền mà phân bổ là thẩm quyền của Quốc hội chứ lại không phải là gọi là thẩm quyền của Chính phủ. Nhưng mà như chúng tôi thì chúng tôi hiểu là đây là thẩm quyền của Chính phủ, bởi vì gọi của Quốc hội, vì các đồng chí viện dẫn là theo hiến pháp thì Quốc hội chỉ được chi những cái khoản có trong dự toán. Thứ hai là hiến pháp quy định là Quốc hội phân bổ cái vấn đề về ngân sách. Tuy nhiên gọi là Quốc hội phân bổ tổng thể, đã trình cho Quốc hội và đã có dự toán rồi. Còn việc điều hành cái dự toán và quản lý cái dự toán đấy thì giao cho cái Chính phủ.
Thì nếu mà chúng ta gói cầu đồng thuận về mặt tư duy như vậy thì rõ ràng gói cầu là nó sẽ trôi chảy. Thì tôi đấy là về vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là vấn đề tiết kiệm chi. Thì như báo cáo ông chí là cái tiết kiệm chi thường xuyên ấy, thì thực cái chúng ta tiết kiệm chỗ nào? Tiết kiệm chi thường xuyên thì chủ yếu là tiết kiệm ở cái sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp đô thị, mua sắm, rồi chi phí công tác phí, rồi hội nghị tiếp khách và các cái mua sắm nhỏ. Thế thì chứ còn lại gói cầu là lương và các cái khoản phụ cấp lương thì gần như gói không tiết kiệm được. Mà định mức thì chính phủ đã ban hành từ đầu năm theo quyết định 30 là năm 2000, đầu nhiệm kỳ là 2021 là như vậy, quy định ấy là dưới 500 dưới 100 biên chế cán bộ công chức ấy thì 70 triệu bố trí là gói 70 triệu đồng một biên chế. Thế thì dưới năm dưới gói gọi là 500 biên chế, tức là trên 100 biên chế mà dưới 500 biên chế thì là 65 triệu, dưới 1.000 biên chế là 61 triệu một người, và như vậy là trên 1.000 biên chế thì còn 57 triệu thôi. Tất tật gói cầu là từ các cái khoản chi như là công tác phí, như là hội nghị, như là tiếp khách, như công tác nước ngoài, mua sắm chi thường xuyên vân vân, và các cái vấn đề nâng cấp sửa chữa nằm ở đây hết. Đấy, duy trì gói cầu hoạt động của các cái hệ thống công nghệ thông tin đều nằm gói cầu lại đây hết. Thì báo cáo anh chỉ là thực ra gói cầu là tiền lương đã chiếm mất 45% rồi, còn 65% là các cái khoản chi khác mà nhiệm kỳ trước. Mà trong nhiệm kỳ thì chúng ta đã ra quyết định giảm 10% và chúng tôi cũng đã cắt luôn gói cầu 10% ngay từ khi gói giao dự toán, và sau đấy thì giảm tiếp gói cầu là 5% nữa, và đợt này gói lại giảm tiếp 5% nữa là báo cáo với đại biểu là 20%. Và riêng Bộ Tài chính chúng tôi vừa rồi chúng tôi cũng đã báo cáo với Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, chúng tôi không thể gói cầu cắt giảm được nữa. Và chúng tôi lấy ví dụ của các bộ ngành, ví dụ như bộ cách đầu tư chi tiêu thế nào, bộ gói là tư pháp thế nào, bộ ngoại giao thế nào, và gói cầu là bộ tài nguyên môi trường thế nào, là gói cầu chết hết thì gần như gói tiền lương phụ cấp lương là gần như chiếm phần đa. Và cái cơ bản là cái định mức ban hành từ đầu nhiệm kỳ, nhưng mà sau đấy thì một loạt các cái chính sách hoặc kể cả nâng lương nhưng mà định mức chưa thay đổi. Vì vậy chúng tôi nghĩ là cái việc chi thường xuyên cũng là như vậy, cũng đã gói rất là tiết kiệm rồi. Bây giờ gói khuyến khích các bộ ngành, các địa phương có thể có tiết kiệm được các khoản chi khác, ví dụ như là đi nước ngoài, ví dụ như là công tác phí hay là các cái hội nghị vân vân, để gọi là để giảm bớt. Thế thì trong năm nay thì chúng tôi cũng đã trình là cả nước giảm tiết kiệm được khoảng độ 7.000 tỷ chi thường xuyên. Trong đấy là đối với ở bộ ngành là chỉ được 1.000 tỷ, như Bộ Văn hóa được 500 triệu thôi. Vì không thể có cái tiết kiệm được gì hơn ạ. Bởi vì Bộ Văn hóa rất là thấp, giao có mấy trăm, còn hơn trăm tỷ, 200 tỷ, 200 tỷ, rất là thấp. Đấy thì có 500 triệu thôi. Còn lại là gọi là 5% tiếp tục gọi là tiết kiệm để gọi chi vào cái vấn đề xóa nhà giọt nát tạm bợ. Thì cả nước có 7.000 tỷ, 7.000 tỷ thì 2.000 tỷ ở ngân sách trung ương, còn lại 5.000 tỷ của ngân sách địa phương. Báo cáo chỉ là không có nhiều. Và bây giờ thì Thường trực Chính phủ đang chỉ đạo để tiết kiệm chi trong đầu tư công. Trong đầu tư công, trước đây thì những năm 2009, 2010, 2011 thì chúng ta đã chính phủ cũng đã có cái tiết kiệm rồi. Nhưng mà sau đấy coi là thôi, và bây giờ thì lại quay trở lại chúng ta sẽ tiết kiệm trong cái đầu tư công. Ví dụ như tiết kiệm trong cái định mức, từ định mức dự toán đến định mức thi công, tiết kiệm trong bảo quản, tiết kiệm trong thi công, tiết kiệm trong vận chuyển, vân vân, để gói cầu tiết kiệm một phần trong đầu tư công. Và cái này nó sẽ được đưa vào trong cái hồ sơ gói cầu là mời thầu, để gói cầu là tổ chức đấu thầu. Thì báo cáo của anh chị là như vậy. Đấy là cái phần tiết kiệm. Cái vấn đề thứ ba là một số vướng mắc. Vướng mắc như là về chi mục tiêu quốc gia, chi đầu tư công, rồi chi thường xuyên, vân vân, thì chúng tôi đã giải trình rồi. Ở đây có những vướng mắc như là thiếu đất để mà san lấp, vì do ta quy định là đất cũng là khoáng sản, cho nên theo quy trình của khoáng sản thì chắc là anh em phải quy định lại để nó có phù hợp. Hoặc là xem vẫn giữ cái quy định cũ là đất, xem khái niệm cũ xem đất là khoáng sản, thì có anh chị cấp cho những cái gọi là nhà đầu tư, những nhà thầu mà thi công cái gọi là cả cái tuyến đường thì được cấp mỏ, cấm bán ra ngoài, xây dựng xong đóng cửa mỏ luôn. Nhiều tức là rất nhiều hình thức, thì cái này thì chính phủ sẽ trình với cấp có thẩm quyền để quy định cái việc này.
Thứ hai là cái thủ tục thu hồi đất, cái thủ tục thu tiền sử dụng đất thì các đồng chí nói là phức tạp. Nhưng thực mà nói là theo cái quy định của thu tiền sử dụng đất không có gì phức tạp cả. Chỉ có cái là chúng ta chậm do việc xác định giá đất chậm. Mà khi chưa có giá đất thì cơ quan thuế chưa thể phát hóa đơn để thu tiền sử dụng đất. Cho nên là cái khâu xác định giá đất nó chậm. Xác định xong giá đất thì căn cứ vào cái thông tin của Sở Tài nguyên Môi trường đưa đến là tiền sử dụng đất ở bao nhiêu, tiền sử dụng đất thuê là bao nhiêu, áp vào thì như vậy cơ quan thuế là thông báo cho người nộp thuế, người nộp thuế nộp vào kho bạc coi như xong, hoàn thành coi như là nhiệm vụ thì thủ tục nó đơn giản thôi. Nhưng mà cái khâu để đi đến thủ tục đấy là cái việc xác định giá đất là khó khăn. Cái việc thứ hai nữa là hiện nay nợ tiền đất, tiền sử dụng đất của cả nước là chiếm 45% tổng nợ thuế của cả nước. Mà nguyên nhân ngay mà cái này nó liệt thuộc vào cái nợ khó đòi. Mà trong đấy thì cái tiền phạt chậm nộp là nhiều gấp nhiều lần cái tiền nợ gốc. Và đây cũng là một cái nguyên nhân mà trong luật đất đai vừa rồi chúng ta không sửa. Mặc dù chúng tôi cũng đã có cái kiến nghị rồi, chúng ta tư duy ngược. Chúng tôi tư duy thế này, khi mà gọi là dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và quy hoạch đã được phê duyệt thì căn cứ vào đấy là chúng ta tính cái giá đất, và tính cái giá đất xong rồi thì trong vòng 180 ngày thì giao đất trong cái phạm vi giá đấy, trong cái khoảng thời gian của giá đất có hiệu lực. Nhưng mà gọi là luật đất đai vẫn giữ nguyên như luật cũ, có nghĩa là giao đất thì mới tính tiền đất. Mà khi đã giao đất cho nhà đầu tư, tức là doanh nghiệp đã cầm bìa đất rồi ấy, lúc đấy mới tính cái giá đất. Tính giá đất xong họ không nộp tiền, mà theo quy định không nộp tiền phạt chậm nộp, mà phạt chậm nộp thì là gọi là thấp hơn cái phần gọi lại ngân hàng, đi vay ngân hàng, cho nên họ không nộp, sau này kinh doanh thua lỗ và doanh nghiệp bị phá sản. Thế là cái tiền đất đấy là thu của dân rồi nhưng mà lại không nộp cho nhà nước. Việc này cái hiện nay cũng là một việc rất là lớn mà chưa được giải quyết, cho nên cũng cần phải có cái việc để giải quyết cả không nhé. Thứ ba nữa là về vấn đề mà Hà Giang nói là thiếu hơn 300 tỷ ấy, thì chúng tôi nghĩ là cái này thì chắc là do chưa có thủ tục thì chưa giao thôi, còn nếu mà có thủ tục thì chắc là vẫn đầy đủ thủ tục thì chắc là vẫn giao bình thường. Chứ còn trong kế hoạch trung hạn thì đã có rồi, còn giao hàng năm thì phải căn cứ vào thủ tục, đủ thủ tục có quyết định phê duyệt dự án thì người ta giao, mà chưa có quyết định phê duyệt dự án thì chưa giao. Thế chắc là gói cầu là thủ tục chưa đầy đủ, thì cái này cũng cần phải kiểm tra lại, thì chúng tôi sẽ chuyển ý kiến này về cho Bộ Kế hoạch Đầu tư. Thế còn vấn đề về từ chủ tài chính liên quan đến cái báo cáo chỉ là về từ chủ tài chính ấy, thì chúng ta có các cái mức từ chủ, chẳng hạn từ chủ một lần như là từ chủ thường xuyên, rồi chủ tự đầu tư. Một số đơn vị mà chủ từ chủ toàn diện như là Bệnh viện Bạch Mai hay Bệnh viện Ca thì vừa rồi quay trở lại xin gói cổ là tự chủ một lần, tự chủ một phần là chi thường xuyên thì chúng tôi đồng tình thôi, và gói cổ là chính phủ cũng đã đồng tình là cho tự chủ một phần, còn cái phần đầu tư và mua sắm cơ sở vật chất vẫn là ngân sách đảm bảo. Thì để có báo cáo chỉ là những cái bệnh viện này phục vụ cho người bệnh, phục vụ cho chữa trị bệnh cho nhân dân, cho nên là những cái tuyến cuối cho nên cần phải được cái hỗ trợ. Còn các cái loại tài sản để mà gói quản lý trong các đơn vị sự nghiệp đã quy định rất rõ trong luật quản lý sử dụng tài sản công sửa đổi ở đây. Trên một quan điểm rất là gọi là thoáng, có liên doanh liên kết cho gọi là thuê nhưng không được làm mất tài sản của nhà nước. Không làm được mất tài sản và mất đất của nhà nước, chỉ có thuê thôi. Còn lại gọi là anh có thể cho thuê nhưng mà gọi là không thể để như là trước đây liên doanh liên kết rồi họ lại làm lộ đi, sau đó họ lấy cả đất đai cả tài sản của mình, thì hạn chế được cái điểm đấy. Chúng tôi gọi là báo cáo chỉ. Còn cái ý kiến về các quỹ, chúng xin phép khoảng 2. Vâng, xin mời Phó Thủ tướng. Tức là còn các quỹ ấy, thì các đồng chí cho rằng là quỹ cái bảo hiểm xã hội là 1.242.000 tỷ là gọi là cái số dư. Nhưng mà tôi nói các đồng chí là đây là cái số dư trên sổ sách, mà số dư này dùng để trả lương hàng tháng cho gọi những người gọi hưu trí và để thực hiện gói đúng cái quy định. Chứ còn số dư này nó không phải là nằm ở trên cái tài khoản tiền gửi, mà cái số dư này ấy là đã được đầu tư vào trái phiếu chính phủ, và còn một phần trái phiếu chính phủ đầu tư 80%, còn 20% là đầu tư ở các cái gửi ở các cái ngân hàng thương mại.
nhưng mà chủ yếu là năm cái ngân hàng thương mại của nhà nước. Và rõ ràng là khi mà cái gọi là chính phủ chúng ta huy động được nguồn trái phiếu chính phủ, ví dụ như là Quốc hội năm ngoái giao cho chúng tôi là 400 tỷ, huy động là 400 tỷ, ngàn tỷ, thì chúng tôi hiện nay huy động được là 268 ngàn tỷ. Thế thì gọi là đừng còn có hơn 100 ngàn tỷ, tức là huy động chưa hết. Thì cái khoản huy động này để bù vào cái bộ chi ngân sách mà gọi có của Quốc hội đã duyệt. Và nói tóm lại là gọi cái khoản chi này về mặt bản chất là đầu tư vào các cái công trình xây dựng cơ bản, các công trình đầu tư công của chúng ta hiện nay. Cho nên là cái của đây có thể nói là nó giống như một cái công cụ rất là gọi là tốt. Chứ còn buông chẳng hạn như cái bảo hiểm xã hội ra để mà cho đầu tư vào dự án này dự án kia thì gọi là sẽ rất rủi ro. Và cũng thực tế nó đã bị rủi ro rồi. Chứ còn sử dụng như thế này đối với các quốc gia khác cũng thế thôi. Họ cũng gói đầu tư vào trái phiếu của chính phủ là phần nhiều. Và cái này vừa có lợi ích cho chính phủ nhưng vừa đảm bảo cái độ an toàn cho bảo hiểm xã hội. Thế còn ví dụ như là cái quỹ mà gửi ngân hàng, cái quỹ ngân sách gửi ngân hàng, thì báo cáo chỉ là quỹ ngân sách gửi ngân hàng là một cái khoản gửi tạm thời thôi. Thực cứ một khoản gửi tạm thời. Đây nó đã có dự chi rồi. Nhưng mà vì chưa giải ngân được, chưa chi tiêu được, chẳng hạn như là chương trình mục tiêu quốc gia chưa chi tiêu được, thì gửi đây khi nào có khối lượng có thủ tục thì gói cậu sẽ rút ra, cho nên tạm thời hoặc là chi đầu tư công là đừng còn tồn lại vân vân và vân vân, thì gói chúng tôi cũng xin gói cậu là giải thích như vậy và tập trung vào gửi ở ngân hàng nhà nước quản lý để đảm bảo cái tính thống nhất và an toàn. An toàn và các ông chí, chúng tôi chỉ để một phần rất là gói cậu là nhỏ thì gói cổ là gửi ở một số ngân hàng thương mại, còn lại của nhà nước, thương mại như của nhà nước, còn lại tập trung vào gói cổ ngân hàng, mà cái này đã được các cái cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và kiểm tra đảng rất là gói cổ đã đồng tình với cái cách mà gói điều hành của chúng tôi. Một cái vấn đề cuối cùng là về vấn đề các ông chỉ nói về cái vấn đề thất thu ngân sách, thì 4 năm qua thì báo cáo ông chỉ là 4 năm qua chúng ta đã thực hiện cái chính sách tài khoá mở rộng là chúng ta giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời ấy là tăng cái chi ngân sách. Như vậy gói cổ để thúc đẩy cái nền kinh tế đã 4 năm rồi. Tuy nhiên qua cái 4 năm ấy thì báo cáo ông chỉ là thu ngân sách qua 4 năm thì đã vượt thu gần 1 triệu tỷ. Và chúng ta có gần 1 triệu tỷ đấy thì mới có làm đường giao thông, mới đường cao tốc, mới làm sân bay, làm bến cảng, an sinh xã hội và đầu tư các cái cơ cấu kết cấu hạ tầng. Mà để vượt được cái một cái cầu là triệu tỷ thì tôi mới nói báo cáo với Quốc hội là ngành thuế và ngành hải quan phải thay đổi về phương thức thu, phải thay đổi toàn diện về phương thức thu, từ phương thức thu thủ công chuyển sang gói cổ là phương thức thu điện tử. Thu điện tử cho nên là gói phát hành hóa đơn điện tử, rồi gói cổ hóa đơn may mắn, rồi kết nối dữ liệu tính tiền, rồi yêu cầu gói cổ là xuất hóa đơn qua từng lần gói cổ là tính tiền đối với kể cả đối với hệ thống xăng dầu, rồi thu sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, sàn thương mại điện tử trong nước, thu gói thuế bất động sản một giá và nhiều các cái khoản thu khác, thì gói cổ là mới đạt được cái kết quả như vậy. Và kể cả gói cổ là thay đổi ngay cả trong cái quan điểm về thu, cái vấn đề thu nhập từ cổ phiếu. Trước đây khi mà gói phân bổ cổ phiếu bán ra có tiền thì bắt đầu mới thu, bây giờ ấy là đã có thu nhập là phải thu vì những người bán ra, những người cần hoặc là những người khó khăn, còn những người không bán thì lại gói cổ nhập vào vốn của mình, thì mà bản chất là như vậy, có khi lại gói cũng không bán, cho nên cứ có thu nhập là thu thuế. Và như vậy đồng thời với cái việc mà tăng thu như vậy thì Quốc hội và chính phủ đã giảm thuế gần 800 ngàn tỷ cho người dân và doanh nghiệp. Và như vậy đến năm nay là chúng ta là năm thứ 5 về vấn đề gói giảm thuế, thì chúng tôi nghĩ là đây là những cái giải pháp mà điều hành cái chính sách tài khoá là hiệu quả. Còn sàn thương mại điện tử thì báo cáo chỉ là sàn thương mại điện tử thì hiện nay là chúng tôi đã thu thuế sàn thương mại điện tử xuyên biên giới là có 102 nhà cung cấp nước ngoài, hay nói cách khác là doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp công nghệ thông tin của nước ngoài như Facebook, Google vân vân đã nộp thuế hiện nay được trên 18.600 tỷ rồi. Và như vậy còn sàn thương mại điện tử trong nước ấy thì năm nay chúng tôi bắt đầu thu, riêng thành phố Hà Nội đến thời điểm hiện nay còn được 35.000 tỷ rồi. Và trong tuần sau là chúng tôi sẽ ra mắt một cái công cụ dùng AI để kiểm soát những cái vấn đề doanh thu và mua bán trên sàn thương mại điện tử. Thì xin báo cáo với Quốc hội và xin trân trọng cảm ơn Quốc hội và xin tiếp thu ý kiến Quốc hội.